Món ăn Việt Nam lọt top món ăn kinh dị nhất thế giới. Hai món ăn Việt Nam gồm tiết canh vịt và trứng vịt lộn có tên trong danh sách 10 món ăn kinh dị trên thế giới. Trứng vịt lộn là món ăn kinh dị đối với không ít người nước ngoài, tuy nhiên đây lại là món khoái khẩu của nhiều người Việt Nam. Món ăn này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn có mặt ở một số quốc gia Đông Nam Á khác. Tiết canh vịt là một trong những món ăn Việt Nam khiến nhiều du khách nước ngoài sởn da gà. Món ăn này cũng nằm trong top món ăn gây kinh hãi trên thế giới. Tiết canh vịt sử dụng nguyên liệu là máu vịt pha cùng chút nước mắm loãng, trộn chung với thịt heo và sụn băm nhỏ để tiết máu đồng lại. Món ăn này được cho là rất giàu protein. Cốc tai sô hay cốc tai ngón chân cụt là loại đồ uống xuất hiện ở Canada Loại đồ uống này được cho là lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1973. Không phải ai cũng có đủ can đảm thử ly cốc tai ngâm ngón chân người thật kinh dị này. Món trứng luộc nước tiểu tử đồng Tông Di Đan, nổi tiếng ở Trung Quốc, khiến nhiều du khách sởn gái ốc. Đầu bếp sẽ luộc trứng nguyên vỏ trong nước tiểu, sau đó bóc vỏ ra và ngâm tiếp trong nước tiểu một ngày một đêm trước khi đem ra ăn. Món trứng thế kỷ hay còn gọi trứng nước tiểu ngựa là một món ăn kinh dị, nổi tiếng ở Trung Quốc. Để chế biến món ăn này, người ta pha một thùng nước gồm trà đen đậm đặc, vôi, muối và cho gỗ để nguội qua đêm. Sang đến ngày hôm sau, trứng gà, trứng vịt hoặc trứng cút sẽ được cho vào ngâm trong hỗn hợp khoảng 7 tuần đến 5 tháng trước khi đem sử dụng. Nhện chiên ở Campuchia khiến không ít thực khách e ngại khi nhìn thấy những con nhện đen được đem chiên giòn. Món ăn dân dã này được đánh giá có hương vị béo ngọt tuyệt vời. Ấu trùng with city là một món ăn bổ dưỡng nhưng khiến nhiều người kinh hãi bởi vẻ ngoài ghê rợn và thường được ăn sống. Đôi khi chúng được nướng qua để giòn, ngậy và dễ ăn hơn. Món ăn này được đánh giá rất giàu axit olic có lợi cho sức khỏe. Món sirako được chế biến từ bộ phận sinh dục của cá đực cùng với các túi tinh dịch của cá Đây không phải là món ăn dễ ăn bởi nó có mùi vị khá nồng Thêm vào đó, người Nhật Bản thường ăn sống sirako. Món Kasumazu nổi tiếng ở Italy không dành cho người yếu tim khi món ăn này được lên men bởi loài ruồi Piofila Khi thưởng thức, format Kasumazu thực khách vẫn sẽ cảm nhận được những ấu trùng ruồi, dòi bò lúc nhúc với cả hàng ngàn con. Lufis Món ăn truyền thống của Na Uy khiến nhiều thực khách sởn da gà, theo đó cá sống được ngâm trong nước khoảng một tuần, sau đó ngâm trong dung dịch kiềm một vài ngày. Sau đó, nó được ngâm trong một tuần nữa, được thay nước đều đặn hàng ngày để giải độc và khiến nó có thể ăn được sau cùng người ta luộc con cá đó lên và thưởng thức